Xin chào các bạn đã đến với kênh Kiên Xe Đạp và tiếp tục cái chuỗi video chia sẻ kiến thức dành cho các bác và các anh mới tìm hiểu về bộ môn xe đạp thể thao. Còn các bác mà đã chơi lâu năm rồi thì có thể bỏ qua video này bởi vì các kiến thức này thì nó rất là cơ bản. Đấy, thì hôm nay em sẽ tiếp tục làm video giới thiệu về các cái dòng xe đạp Nhật bãi tại thị trường Nhật thôi, nói riêng thì tại thị trường Nhật thôi, bởi vì là như các bác biết thì ở trên thế giới thì không phải nước Nhật là nước duy nhất sử dụng xe đạp và cũng không phải là nước Nhật là nước duy nhất có đồ cũ để bán sang Việt Nam. Đấy, nhưng mà hiện tại là trong cái video này thì em sẽ làm riêng cho thị trường Nhật. Đấy, riêng cho cái nước Nhật là có những cái loại xe đạp như thế nào để các bác cùng tham khảo. Vâng, và bây giờ em sẽ quay chi tiết video. Em sẽ quay màn hình để như những cái video khác để cho các bác dễ hình dung. Vâng, như các bác biết thì lịch sử nước Việt Nam chúng ta thì hàng mấy chục năm nay thì cái từ ngày mà có tàu Vosco thì cái đồ cũ của Nhật thì đã được đi vào trong tiềm thức của người dân Việt Nam là một cái đồ chất lượng rất là tốt. Đấy, thì hôm nay em sẽ chia sẻ một số cái thông tin, thông tin về các cái dòng xe đạp bãi Nhật. Đấy, thì đầu tiên là các bác có thể vào Google, các bác đánh cho em là dịch, tức là mình sẽ dùng công cụ dịch của Google để mình tìm kiếm các cái thông tin. Đấy, mình tìm kiếm các cái thông tin từ internet thông qua tiếng Nhật luôn. Đấy, mình không dùng tiếng Việt nữa, bởi vì tiếng Việt thì cái kiến thức nó được giới hạn. Bây giờ mình tìm tiếng Nhật, thế là em sẽ chọn là dịch từ tiếng Việt sang tiếng Nhật. Thế em sẽ đánh là xe đạp này. Để mà cái Google dịch thì nó dịch chuẩn nhất thì các bác lên cách xuống dòng. Đấy, bây giờ em sẽ có hai dòng theo em là ở tại thị trường Nhật ấy thì là sẽ có hai dòng xe đạp. Đó, một dòng xe đạp là một cái dòng xe đạp như em đã nói ở video trước, đó là dòng xe đạp vứt ra ngoài đường, vứt ra ngoài bãi rác. Thì các bác sẽ đánh là xe đạp bỏ đi. Đấy, nó sẽ dịch ra cái cụm từ này và các bác copy cái cụm từ này. Dán vào trong YouTube đây như thế này. Đấy, và các bác sẽ tìm ra, em và các bác sẽ nhìn thấy rất nhiều video của YouTube, bởi vì YouTube thì bên Nhật người Nhật người ta cũng dùng YouTube. Đấy, cho nên là các cái thông tin video của người ta thì người ta cũng up lên như mình ở trên YouTube thôi. Nhưng mà chủ yếu là người ta toàn up bằng tiếng Nhật, cho nên là mình phải tìm kiếm bằng tiếng Nhật thì nó mới ra thông tin được. Đấy, xe đạp bỏ đi thì em có một số cái video đây, ví dụ như ở đây video này là 25 tháng 10 năm 2014 thì nhỉ? Phá hủy xe đạp 3 à, chắc là còn xe đạp 4 nữa. Đây, u nhiều. Có những nước mà không có mà dùng mà người ta đi mang đi bóp đi này. Thật ra thì nếu mà không dọn đi thì cũng chặt đường phố, mà ai mà cũng dùng đồ cũ thì thế nào nhỉ? Khí thật. Này mà mang về Việt Nam bán cũng được, cái mini này cũng được trên dưới triệu đấy. Cần hết u rồi. Khí thế. Thì như nguồn gốc xe đạp Nhật bãi thì nó có hai dòng, một dòng là do các cái những cái người dùng mà người Nhật Bản ấy, người ta hỏng một số cái rất là nhiều thứ rồi, nói chung là cái tiền sửa nó quá tiền mua mới ấy, thì người ta sẽ mang ra và bán cũng chả được bao nhiêu, vì Nhật Bản người ta tiêu thụ rất là nhiều xe đạp thì người ta sẽ mang ra ngoài đường người ta để vào, cũng có một quê bên nó thu gom rác như này này, là nó sẽ đi thu về xong rồi nó đóng vào các công tender. Đấy, cái này rác này nó còn bóp bẹp rất nhiều, như cái bên thu gom mà rác mà để bán lại các bác là nó không bóp bẹp này, là nó sẽ đây, nó sẽ chất vào cái nó chất vào cái các cái bãi như này. Để em tắt nhạc. Đây là em sẽ dịch cái tiếng Việt nhá. Các bác kích chuột phải chọn dịch sang tiếng Việt.
Điểm đến của những chiếc xe đạp bị bỏ rơi là Gala. À, Gala là một cái nước ở ở châu Phi các bạn. Nước Gala là nước châu Phi, tức là những cái xe đạp bỏ đi này người ta sẽ đóng vào container và đưa sang các cái nước Gala châu Phi, những cái nước mà nghèo ấy, những cái nước nghèo ở châu Phi để cho người dân tiếp tục sử dụng. Đấy, đi nước đẹp chưa. Thế thì ngoài Gala châu Phi thì còn có nước Campuchia. Đấy, còn Việt Nam thì không cho nhập những cái xe là như này nha bác nhá. Vì đây là rác thải công nghiệp. Đấy, rác thải công nghiệp. Việt Nam không cho nhập, thì chỉ có Campuchia cho nhập thôi. Thì Campuchia như em đã nói ở những rất nhiều video rồi, là đồ cũ từ Nhật thải ra Campuchia xong là vòng vào từ miền Nam vòng về. Đó. Đấy, xuất container, xuất đường biển sang Gala. Gala rồi Việt Nam rồi Campuchia, chứ Việt Nam không cho nhập. Campuchia thì người ta là cái nước nghèo, cho nên là mình là nước phát triển rồi. Mình thì đầu năm 2020 là được Mỹ là cho vào liệt vào các nước phát triển này. Đấy, đi lửa vòng trái đất sang Gala châu Phi. Đấy, sang đây là người dân dùng rất là leo luôn. Đây là em đang tua nhanh, em để cái tốc độ vừa bình thường thôi nhá. Nói chung là những cái nước này thì người dân rất là nghèo khổ, cho nên là người ta rất là thích những cái xe như này. Đấy, Gala, người dân châu Phi công từ bên Nhật Bản sang châu Phi, bên Campuchia cũng vậy. Đấy, đây các bác có thể lên Google gõ là xe đạp này, Campuchia, xe đạp Campuchia, hình ảnh đây, các cái bãi xe đạp đây. Mà cái này là đã qua Mông Má rồi. Đây là xe đạp mà Campuchia này trong công. Container. Đấy, thì đây. Đó, Campuchia cũng cho nhập. Campuchia cũng cho nhập nữa các bạn. Rất nhiều. Nhưng mà đồ cũ của Nhật Bản thì cũng rất nhiều cái rất là tốt, nên nó có hai loại. Đây có một cái video này còn em thấy xem còn thương tâm hơn. Đó là xe đạp mà để đầy không ai nhận luôn, thậm chí người ta vứt cả xuống kênh. Quá chán luôn. Phí thật. Những cái nước phát triển là sao mà mình nhìn những cái hình ảnh này mà mình thấy thường cho những cái nước mà hẳn còn nghèo. Việt Nam mình thì thực ra là cũng rất là chuộng đồ Nhật, thế còn nó có hai luồng ý kiến. Một là nước Việt Nam ra còn nghèo, nhưng thật ra thì để bảo là nghèo thì cũng không phải. Để còn rất là nhiều cái bên có xe đạp mà dạng rẻ tiền mà sản xuất mới để cho các bác dùng mà. Đó, và một cái luồng ý kiến thứ hai đó là xe đạp Nhật thì nó bền, thì kể cả cũ vứt đi thì mình vẫn sử dụng tốt thì vẫn dùng thôi, thì em đều tán thành đó. Thì đây, kể cả những cái xe này vẫn dùng tốt mà. Nhưng mà theo cá nhân, quan điểm cá nhân của em thì mua đồ cũ thì lên mua đồ nó xịn, thì mua đồ nó rẻ rẻ tiền thì nó không chênh so với cái sản phẩm mới là mấy. Rất nhiều các loại đồ cũ rác thải công nghiệp của Nhật sang các nước nghèo.
máy tính rồi điều hòa đủ các loại thể loại, máy lọc nước vất bãi, đây gọi là nhật bãi, vất lung tung, công nhận là nhìn rất thích. Và dòng xe đạp thứ hai, thế chả nhẽ bây giờ một câu hỏi đặt ra là bây giờ chả nhẽ là chúng ta cứ dùng đồ phế thải mãi, nhưng không, ở ngay tại những đất nước Nhật Bản, ở ngay tại đất nước Nhật Bản thì cũng 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 có những cái trang web mà người ta bán xe đạp rất là đắt tiền luôn. Đó là những cái mà người dùng của Nhật Bản người ta vẫn đang dùng mà người ta không có thải ra ngoài môi trường như vậy, chứ không phải người ta thải ra môi trường như vậy đâu mà người ta vẫn đang dùng đấy, thì cũng giá rất đắt luôn, thậm chí là rất là tốt, rất là đẹp luôn, để trong nhà đấy, và xe đạp để trong nhà với xe đạp để ngoài kênh nó khác. Đây là xe đạp để ở dưới kênh, còn đây là xe đạp để trong nhà. Thì đây em sẽ giới thiệu với các bác hai cái website. Một cái website là website auction.yahoo.co.jp. Đây là một cái trang web đấu giá trực tuyến cực kỳ nổi tiếng và phong thổ phổ thông nhất của Nhật Bản hiện nay. Đây, như các bác có thể nhìn thấy thì rất nhiều các chiếc xe đạp thể thao được người dùng Nhật Bản, người dùng cũ, được người dùng của Nhật Bản ấy đã dùng, đang dùng đấy, chứ không không phải đồ thải đi nhá các bác nhá, đang dùng luôn, đang dùng. Và bên em thì cũng đang hiện tại cũng đang order từ cái trang web này. Đấu giá thì bên em cũng phải canh, nói chung là ngồi gọi là canh sale đấy, thì order được những cái trang web này. Và như ở cách đây khoảng 3 năm thì em mới cái buôn dòng xe bãi Nhật ấy, thì em có một cái video là hướng dẫn xe đạp Nhật bãi này, phân biệt xe đạp Nhật bãi. Đây em có cách đây là bao nhiêu rồi, gần gần 3 năm rồi, em có một cái video là hướng dẫn các bác là phân biệt xe đạp Nhật bãi, trong đó là nó có những cái chiếc tem như này thì gọi là xe đạp Nhật bãi. Nhưng thời đó thì em mới chỉ tiếp cận được cái dòng xe đạp mà thải sang gala này thôi đấy, cái dòng xe đạp mà đóng container thải thải thôi, thì em có tem thì em kiến thức em đến biết vậy. Nhưng đến bây giờ những năm trở lại đây thì em đã thường hay đấu giá ở trên các trang web này, thì phát hiện ra một điều là những cái xe đạp của sử dụng của người Nhật tại nhà người ta ấy, lại không có tem luôn. Đây các bác có thể vào trang web này auction.co.yahoo, rất nhiều xe đạp, rất nhiều xe đạp là người ta không đăng ký với bộ công an đấy các bác, người ta cứ dùng thôi, tức là nó không có tem, order từ Nhật về là cũng không có tem luôn, xoay tít mắt luôn không có tem đấy. Thế thì làm sao để mà phân biệt, ô thế bây giờ mọi người bảo là bây giờ không có tem thì làm sao tôi phân biệt được xe xe đạp Nhật với xe đạp hãng khác đúng không ạ? Thì em sẽ có video sau thì các bác nhớ theo dõi thêm. Đấy thì xe đạp Nhật nó sẽ phân làm hai dòng, là một là dòng thải ra kênh đấy, vứt xuống kênh, hai là một cái dòng khá là tốt và đắt tiền thì được bán ở trên những cái trang web mà bán đồ cũ với nhau. Nó cứ, cái này các bác cứ hình dung nó như kiểu chợ tốt của mình ấy. Nhưng chợ tốt của mình nó không có đấu giá, còn cái auction.yahoo.co.jp ở này, JP là tên miền của Nhật Bản là Japan ấy, .co.jp ấy, là nó đấu giá, tức là ai trả cao nhất thì người cái xe đó sẽ thuộc về người đó. Thì thứ nhất là xe không có tem, các cái xe này là người dùng người ta không đăng ký bộ công an nên không có tem. Cái thứ hai là xe rất là mắc luôn, khi đấu xong thì em nghĩ nó phải tầm khoảng 7 8 triệu đấy, con này càng carbon đấy. Và cái trang web thứ hai đó là trang web Baichari, baichari.com, cũng là rất là nhiều các cái tập trung các cái xe đạp cũ của người dùng Nhật Bản mà hãng còn chất lượng còn rất tốt, tập trung ở trên đây. Bên em cũng thường xuyên order về đấy. Thế còn cái mà những cái xe đạp đóng công mà thời xưa mà em có bán ấy, đấy chính mặt chính em luôn, thời xưa mà em có bán ấy thì cái chất lượng nó không còn đẹp nữa,
cho nên là những năm lại đây thì em cũng không không còn bán nữa, và thường nó có dán tem, bởi vì là dán tem là người dùng nó dùng cũ rồi, đăng ký Bộ Công an rồi. Còn một số cái xe đạp mà đấu giá bên auction này này thì là không có cái nào có tem luôn. Đấy. Nếu mình người ta có dùng có đi ra ngoài đường để gọi là đi chợ đi búa đâu mà người ta cần đăng ký với công an. Đấy, người ta không còn đăng ký luôn các bạn. Cho nên là không có tem. Đăng ký thì có dán tem mà, thật ra cái tem này thì đơn giản mà, mình nếu mà cần tem thì mình lấy cái máy sấy mình bóc ra, mình hơ mình dính đề can mà mình bóc ra xong mình dính vào cái xe khác, mà em không bao giờ em làm những cái việc như thế, nó rất là mất thời gian. Thôi thì video đã dài thì bây giờ em chỉ chia sẻ với các bạn với các bác là hai cái vấn đề như thế, tức là xe đạp Nhật Bản thì nó có sẽ hai dòng, một cái dòng là người do người dùng cũ của Nhật Bản dùng chán này, đồ lát bỏ hỏng nhiều thứ quá thì nó sửa chữa, cái tiền sửa chữa nó hơn tiền mua mới, thì người ta đáp xuống kênh rồi người ta đáp ra ngoài đường, rồi có một bên người ta thu gom rác thải ấy, xong người ta đóng đi những cái nước mà nghèo đấy, ví dụ như Gala Campuchia đấy, Việt Nam mình thích thì mua từ Campuchia về dùng đấy. Còn mà cái dòng thứ hai đó là khá là đắt tiền và chất lượng còn rất là mới tốt từ tay của người dùng Nhật Bản, và người ta vẫn đang dùng thường bình thường, thậm chí là còn phải đấu giá tranh nhau để mua, thì đó là ở những cái trang web trực tuyến em đang chia sẻ đây. Vâng, và em sẽ làm một cái video nữa chia sẻ kỹ hơn về cái phần này cho các bác, thì các bác nhớ ấn đăng ký kênh cộng ấn chuông để theo dõi các cái kiến thức em chia sẻ lần sau. Cảm ơn các bác đã xem video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.